Tiếp nối bản tin với một thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại cụm công nghiệp Khắc Niệm thuộc phường Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu xưởng sản xuất linh kiện điện thoại. Và lực lượng chức năng đã phải mất nhiều giờ để khống chế đám cháy. Thông tin chi tiết từ hiện trường của phóng viên VTC14. Đằng sau lưng tôi đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại công ty RVS. Đám cháy xảy ra tại khu vực sản xuất linh kiện điện thoại. Những người chứng kiến cho biết là khoảng hơn 2 giờ buổi chiều ngày hôm nay tại khu vực này nghe thấy những tiếng nổ lớn, và người dân cũng như là những người làm việc trong xưởng thì vô cùng hốt hoảng, và lực lượng chức năng đã phải điều 9 xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới khu vực này để dập tắt đám cháy cũng như hiện nay đang làm mát trong khu vực hiện trường. Sau gần 3 tiếng tổ chức lực lượng, đến khoảng 17 giờ chiều nay 11 tháng 11, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến vụ cháy này. Tôi lúc ý là đang ở nhà rác, thì tôi mới nghe tiếng là có tiếng nổ, tủ bùm một cái, thế là tôi mới vừa gào là có cháy. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông khu vực xưởng sản xuất linh kiện điện thoại của công ty R và S. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.